Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần. Thời gian này, các địa phương đang hết sức quan tâm đến công tác thống kê, lên phương án di dời những hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Tuy nhiên, tại thành phố Lào Cai, công việc di dời cũng như có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở đang là thách thức không nhỏ đối với cấp ủy chính quyền nơi đây. Đây là khu vực sinh sống của 14 hộ dân thuộc tổ 1, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Một bên là ta luy dương, cao dựng đứng, cao trên 20 mét, với nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu. Và thực tế, hơn một năm trước, hiện tượng sạt lở đất đã xảy ra, khiến căn nhà của gia đình anh Tạ Quang Long bị ảnh hưởng nặng nề. Từ đó đến nay, anh phải đi thuê, không dám sinh sống ở trong căn nhà đó nữa. Đấy, nhà tôi thì nát hết rồi, mà bây giờ xin sửa chữa họ cũng không cho sửa chữa. Đấy là như thế, mà là ở dân ở đây rất khổ. Ý muốn nhất của tôi là của tất cả những hộ dân đây của chúng tôi là tôi muốn chuyển đi theo dự án để chúng tôi được di chuyển như thế. Nằm đối diện quả đồi này là gần chục ngôi nhà gần con suối Ngòi Đum. Năm 2016, trận lũ lịch sử gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng đã khiến nhiều hộ mất nhà cửa, buộc phải di chuyển đi nơi khác. Một số hộ gia cố lại căn nhà, kiên trì bám trụ ở đây với những nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa bão về. Cái khó khăn lớn nhất đối với bà con đây ấy, là hiện tại bây giờ chúng tôi là cái chỗ chúng tôi để mà ăn ở sinh hoạt là nó chưa ổn định. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ vùng mưa bão này là chuyển mùa mưa chuẩn bị tới rồi. Thế thì cái nguy hiểm là như chúng tôi ở đây chỉ cần đêm mà bắt đầu có trời đổ cơn mưa hoặc là sấm sét là bà con gần như đã mất ngủ rồi. Là vì nửa đêm như năm 2016 là cái trận lũ đấy. 2 giờ đêm là lũ nó sập hết cả nhà cửa mà thậm chí chúng tôi không kịp chạy tài sản, chỉ chạy lấy con người thôi. Nằm trong khu vực có những đồi thì tụt, lũ thì sụt, lũ rất là nhiều. Thế và đã nhiều lần nhân dân cũng như là tiếp xúc cử tri hoặc các cuộc họp là chúng tôi cũng đều đề nghị là các cấp chính quyền là cần phải có biện pháp nơi ăn chốn ở ổn định cho nhân dân. Và đã có nhiều lần các cấp lãnh đạo đến nhưng cũng đến bây giờ thì cũng chưa được sắp xếp nơi ăn chỗ ở. Theo số liệu của Phòng Kinh tế thành phố, hiện nay trên địa bàn vẫn còn 35 hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm cần phải di dời khẩn cấp. Các hộ này nằm rải rác ở các xã phường, chủ yếu nằm dưới những mái ta luy có độ cao lớn và dễ sụt trượt. Điều đáng nói là các hộ dân này đều thuộc diện kinh tế khó khăn. Bởi vậy, việc tự tìm nơi ở mới đảm bảo an toàn để an cư xem ra là nhiệm vụ bất khả thi. Như tại tổ 2, phường Phố Mới, từ gần chục năm nay, hàng chục hộ dân đang bám trụ trong vùng nguy hiểm, mặc dù đất tái định cư cũng đã được bố trí. Biết là nguy hiểm rồi nhưng con trai tôi nó vẫn phải ở, biết nào được. Bây giờ không có tiền để mà mua chỗ khác đi thuê, bây giờ cũng triệu một hoặc là hơn triệu một phòng một tháng. Xem nhà nước giúp đỡ chúng tôi chứ bây giờ chúng tôi đi chỗ khác mua đất thì nó thật đất chỗ khác thì nó thật là không có tiền để mà xây nhà. Mùa mưa bão đang đến gần, người dân ở nhiều khu vực tại thành phố Lào Cai vẫn sống trong lo âu, bất an khi nỗi lo sạt lở ngày càng lớn hơn. Thực tế việc di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai gặp vô vàn khó khăn do nhiều nguyên nhân. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình thời sự sau.